Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, Phó trưởng Ban 389 Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống buôn lậu hàng giả và gian lận thương mại đã cùng với đoàn công tác của Bộ Công Thương có buổi làm việc kiểm tra hoạt động xuất nhập khẩu chống buôn lậu và gian lận thương mại tại tỉnh Lạng Sơn. Thăm và làm việc tại đồn biên phòng Bảo Lâm và khu vực cửa khẩu phụ Pò Nhùng thuộc khu vực xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, một khu vực hết sức khó khăn của tỉnh Lạng Sơn. Tại đây, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nghe các lực lượng chức năng báo cáo tình hình hoạt động xuất nhập khẩu và kết quả công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại, nhất là trước diễn biến trượt giá đồng nhân dân tệ những ngày vừa qua. Hiện nay, cửa khẩu Pò Nhùng chủ yếu là làm thủ tục xuất khẩu. Kim ngạch chính vẫn là mặt hàng tinh bột sắn do Việt Nam xuất khẩu khoảng 1.000 tấn một ngày. Gần đây có thêm mặt hàng đông lạnh tạm nhập, tái xuất. Từ ngày thành lập tính đến ngày 22 tháng 8, đội hải quan cửa khẩu này đã làm thủ tục cho 91 bộ tờ khai với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 4,3 triệu đô la Mỹ. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đánh giá cao những kết quả đạt được của lực lượng chức năng tại cửa khẩu Pò Nhùng, đặc biệt là trong công tác chống buôn lậu gian lận thương mại. Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng chỉ đạo các lực lượng đơn vị thực thi công vụ tại cửa khẩu không được lơ là, chủ quan, luôn nắm chắc tình hình và bám sát địa bàn để làm tốt nhiệm vụ. Về cơ sở hạ tầng, Bộ trưởng cũng lưu ý lãnh đạo địa phương trong việc đẩy nhanh đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt là việc xây dựng công trình nhà liên hợp, đáp ứng nhu cầu phát triển giao thương, xuất nhập khẩu hàng hóa. Kịp thời động viên chia sẻ khó khăn với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu Pò Nhùng, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã trao tặng số tiền 50 triệu đồng cho lực lượng biên phòng và 25 triệu đồng cho lực lượng hải quan cửa khẩu Pò Nhùng. Tham gia đoàn công tác, đại diện Tập đoàn Dầu khí Quốc gia cũng hỗ trợ tỉnh Lạng Sơn 2 tỷ đồng, trong đó 1 tỷ đồng dành khắc phục những thiệt hại do mưa lũ tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lạng Sơn.